Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyền bào ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 112. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Dưới ngòi bút, miêu tả của văn nhân, đời sống của họ đều ở trong cảnh tràn đầy ý thơ. Thật sự là chân thiện mỹ huệ, hiện nay không còn nữa. Người trước đây sống là đời sống của thiên đường, người hiện nay sống là đời sống gì vậy? Là đời sống của yêu ba quỷ quái. Đây là sự thật, không phải là giả. Không phải đời sống của con người là đời sống của yêu ba quỷ quái, làm sao có thể sánh với nhân thiên được? Cho nên nếu như các vị thật bình tĩnh và quan sát tỉ mỉ, bạn mới có thể thật sự thể hội được. Người hiện nay không bằng người xưa, bất kể là phương diện nào cũng không thể sánh bằng. Cho nên người xưa lĩnh hội nghĩa kinh tương đối dễ dàng, hiện nay nói lĩnh hội khó, lĩnh hội triệt để đương nhiên là càng khó hơn. Nhưng mà nếu bạn không có sự lĩnh hội ở trình độ tương đối, tôi vừa rồi mới nói không có cách gì tu hành được. Tu hành ở chỗ nào vậy? Là câu này dưới đây: lịch sự luyện tâm. Lịch là kinh qua, trải qua. Sự chính là những việc nhỏ nhặt ở trong đời sống thường ngày. Bạn mỗi ngày làm những sự việc này là ngay trong công việc, để khởi công phu quán chiếu. Bát Nhã Ba La Mật ở đâu vậy? Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật ở đâu vậy? Ở trong đi, đứng, nằm, ngồi. Hành là đi, không phải đi. Ngồi ở đây, hiện nay mọi người đều ngồi ở trong giảng đường, đều ngồi ở đây, hoặc giả là khi nằm xuống để ngủ. Khi mặc áo ăn cơm, cái người biết ăn cơm đó, mỗi một miếng cơm đều là Bát Nhã Ba La Mật. Bạn biết hay không? Nếu bạn không lĩnh hội triệt để, bạn làm sao có thể mỗi một miếng cơm đều là Kim Cang Bát Nhã được chứ? Mỗi một ly trà đều là Kim Cang Bát Nhã. Cho đến đón tiếp khách, trong nhà có khách đến, bạn đón tiếp họ, họ đi rồi bạn đưa tiễn họ, đều là Bát Nhã Ba La Mật. Công việc thường ngày, bất kể bạn làm việc trong ngành nghề nào, bất kể bạn làm công việc gì, mọi lúc mọi nơi, cái này từng đi từng tí, không có pháp nào không phải Bát Nhã. Thật sự là như vậy. Thật sự, bạn vừa xem, vừa mở đầu bản kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng phải đắp y mang bát vào đại thành xá vệ khất thực hay sao? Cái mà Ngài biểu hiện chính là Kim Cang Bát Nhã. Phàm phu chúng ta
sơ xuất qua loa, không nhìn thấy được. Được tôn giả Tu Bồ Đề nhìn thấy rồi, cho nên tôn giả Tu Bồ Đề tán thán: hy hữu Thế Tôn, quá hy hữu rồi. Không có ngờ rằng Kim Cang Bát Nhã chí cao vô thượng, hóa ra là ở trong đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn cơm. Cái vấn đề này đáng để chúng ta suy nghĩ. Ở trong việc mặc áo ăn cơm là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật sao? Nếu bạn có thể nắm vững cương lĩnh quan trọng nhất mà Phật dạy cho bạn ở trên bộ kinh này, thì cái ý nghĩa này bạn có thể thể hội được chút ít rồi. Phật dạy chúng ta ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Vô trụ là buông xả. Đem tất cả vọng tưởng buông xả, tất cả phân biệt chấp trước thảy đều buông xả. Đây chính là Kim Cang Bát Nhã. Còn về đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn cơm, công việc thường ngày, đó là nhi sanh kỳ tâm. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, vô trụ sinh tâm, bởi sinh tâm vô trụ. Đó không phải Kim Cang Bát Nhã là gì? Kim Cang Bát Nhã dùng ở chỗ nào vậy? Là dùng vào trong đời sống thường ngày. Nếu như bạn biết dùng, thế thì chúc mừng bạn rồi. Bạn không phải phàm phu rồi. Bạn tối thiểu cũng là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo. Bạn thực sự biết dùng. Bạn không biết dùng thì sao? Không biết dùng chính là phàm phu. Cái cách nói này mọi người nghe xong vẫn còn nghi hoặc, vẫn còn hiểu không rõ ràng. Chúng tôi nêu cái thí dụ đơn giản để nói: mặc áo ăn cơm, đây là việc nhà mỗi người hàng ngày phải làm, không thể một ngày không làm. Y phục mặc phải sạch sẽ, phải mặc chỉnh tề. Cơm rau phải sạch sẽ. Bộ đồ dùng để ăn phải rửa thật sạch sẽ, xếp thật ngay ngắn. Đây gọi là sanh tâm. Hoàn toàn không phải nói bảo bạn thấy điều buông xả, vì là qua loa đại khái, quá tùy tiện, thế thì không được rồi. Không phải bảo bạn xin cái tâm này, là bảo bạn xin cái tâm làm tấm gương cho tất cả chúng sanh, điển hình cho tất cả chúng sanh, cái hình ảnh tốt cho tất cả chúng sanh. Có thể thấy cái tâm này chính là tâm đại từ bi của Như Lai. Ta tất cả đều buông xả rồi, tại sao những việc nhỏ nhặt này mọi thứ vẫn làm rất chỉnh tề như vậy chứ? Là làm cho chúng sanh xem. Đây chính là giáo hóa chúng sanh, hướng dẫn chúng sanh cần phải sống như thế nào.
cần phải làm việc như thế nào, cần phải đối nhân xử thế như thế nào. Phật Bồ Tát là tấm gương tốt nhất của tất cả chúng sanh, sao có thể tùy tiện qua loa đại khái được chứ? Khi người ta nhìn thấy cũng như vậy, khi không nhìn thấy cũng vẫn là như vậy. Không phải nói có người ở đó thì làm cho họ xem, không có người ở đó thì có thể qua loa một chút, vậy thì không được rồi. Đó không phải là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là trong ngoài nhất trí, trong ngoài nhất như. Các vị từ chỗ này mà thể hội, từ cái chỗ này mà học tập, tu trì. Cho nên thường đem nghĩa thú lĩnh hội được những đạo lý mà bạn thể hội được này. Cái pháp gì này? Thú không chỉ là quy thú, cái quy thú này là xứng tánh. Phải thường xuyên để ở trong tâm, tồn dưỡng tâm trung, ưu du hàm nhịn. Đây là lúc mới học. Quyết định không được gián đoạn. Đây vừa gián đoạn, phiền não liền sanh ngay. Tập khí từ vô lượng kiếp lại hiện hành, lại khởi tác dụng rồi. Cho nên không được gián đoạn. Điểm này tương đối khó khăn, cho nên không phải dũng mãnh tinh tấn thì thành tựu rất chậm, thường hay thoái chuyển. Đây là tiến thì ít, lùi thì nhiều. Cho nên thành Phật phải vô lượng kiếp, thật sự dũng mãnh tinh tấn thì cái thời gian tu học đó sẽ rút ngắn, đâu cần thời gian dài như vậy. Dụ tương kinh nghĩa dữ, thử tâm dung thành nhất phiến. Câu này hay. Người tu hành chân chánh có thể làm được câu này thì họ đời này nhất định thành tựu. Đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta tu tịnh độ niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương, cần phải đem kinh Vô Lượng Thọ giới tâm hạnh của mình, giới tâm của mình cùng với đời sống của mình, hành chính là đời sống, hợp thành một khối. Thật sự hợp thành một khối, chúng ta hiện tại tuy chưa về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vẫn còn ở nơi này, nhưng đã sống đời sống của thế giới Tây Phương rồi. Đây là sự thật, không phải là giả. Đã kết hợp với bầu không khí của các bậc thượng thiện ở thế giới Tây Phương rồi, kết hợp rồi, tương dung rồi, tương kết rồi. Từ đó cho thấy kinh không thể không đọc, kinh không thể không thuộc, phải thuộc nhuyễn rồi mới hữu hiệu. Ở mọi lúc, ở mọi nơi, khởi tâm động niệm, cái nghĩa kinh này
đều hiện tiền, thuật nhuyễn rồi mới biết được những sự việc nào chúng ta cần phải làm, những sự việc nào chúng ta không nên làm. Khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác đều có thể tương ưng với giáo huấn trong kinh điển. Tôi biết có rất nhiều đồng tu Kinh Vô Lượng Thọ đã đọc qua hơn 2 vạn lần rồi, cho nên cái cảnh giới đó của họ khác nhau, thực sự chuyển biến trở lại rồi. Từ đó cho thấy không chăm chỉ, không nỗ lực là không được. Cảnh giới của bạn sao có thể tương dung, tương kết với A-di-đà Phật được chứ? Nhất định phải thuộc nhuần nhuyễn. Nhuần nhuyễn chính là phần trước gọi là lĩnh hội triệt để. Không thuộc nhuần nhuyễn không được. Cái sự việc này chúng ta ai ai cũng có thể làm được, chỉ sợ bạn không chịu làm. Mới đầu thì khó, phàm việc gì mới đầu cũng là khó, nhất định phải khắc phục cái khó này. Kinh Vô Lượng Thọ mới đầu niệm, đại khái niệm một lần cần phải 2 giờ đồng hồ. Nếu như mỗi ngày có thể niệm một lần, 2 lần thì sau 2 tháng niệm một lần chỉ cần 1 giờ rưỡi. Sau nửa năm niệm một lần chỉ cần 1 giờ. Sau nửa năm là có thể 1 giờ đồng hồ thuộc rồi. Và niệm được sau 1 năm, đại khái bộ kinh này niệm 1 lần. Rất nhiều đồng tu nói với tôi 40 phút là đủ rồi, thuộc hơn một chút nữa thì sao, nửa giờ đồng hồ một bộ. Hiện tại ở Đài Loan, ở Mỹ có rất nhiều đồng tu một ngày đều là niệm 10 bộ, tốc độ của họ là nửa giờ một bộ. Không bỏ lỡ công việc, họ sáng sớm khóa sớm chính là đọc Kinh Vô Lượng Thọ niệm Phật. Mười bộ kinh rất thoải mái. Khóa sớm niệm 4 bộ 2 giờ đồng hồ, khóa tối 2 giờ đồng hồ, buổi trưa 1 giờ đồng hồ. Vào lúc buổi trưa họ ăn cơm trưa xong, vào lúc trước khi làm việc, khoảng thời gian này họ niệm 2 bộ, một ngày 10 bộ. Không cản trở công việc, vẫn đi làm việc. Đọc thấy tinh thần sung mãn, vẻ mặt rạng ngời, thể chất tướng mạo đều thay đổi. Điều này chứng minh tướng chuyển theo tâm, một chút không sai. Họ hàng ngày niệm Phật, hàng ngày tưởng Phật, vô tình tướng mạo của họ đã biến thành tướng của Phật rồi, vậy là biến đổi rồi. Cái biểu hiện này chính là huân tập, chính là quán chiếu. Đây chính là thật sự dụng công, thật sự tu hành. Không nhất định phải ngồi thiền quán chiếu, không cần những hình thức này. Muốn làm bộ ra cái dáng vẻ của người niệm Phật, dáng vẻ của ngồi thiền, giả bộ ra cái dáng vẻ của người dụng công, không cần.
Bạn bình thường hoàn toàn không có nhìn thấy họ đang dùng công gì hết. Người ta thật sự dùng công. Hoàn toàn thoát khỏi những hình thức này. Thật sự dụng công, thật sự được thọ dụng. Dụng công như thế có thể khiến cho vô minh dần dần giảm mỏng bớt đi. Vô minh là ngu si. Vô minh ngu si mỗi ngày giảm bớt thì đương nhiên trí huệ mỗi ngày tăng trưởng. Tăng trưởng bồ đề. Bồ đề là trí huệ. Tăng trưởng tâm thanh tịnh, tăng trưởng trí huệ. Hiện chấp phá ngã. Chấp là chấp trước. Hiển là lìa khỏi nó. Xa lìa tất cả chấp trước. Phá ngã nhân chúng sanh thọ giả. Đây là phá bốn tướng. Tuy chưa phá được, nhưng mà họ đã làm công phu của phá rồi. Họ đã thật sự đang làm. Đây là phương pháp tu hành hữu hiệu, gần gũi nhất, hoàn toàn không phí sức. Khó khăn nhưng có thể được đại thọ dụng. Cho nên người dụng công chân chánh, bạn không thấy được. Họ sáng sớm thức dậy rất sớm, đại khái là 3-4 giờ đã thức dậy rồi. Trước khi ăn sáng, khóa tụng của họ toàn bộ làm xong rồi. Sau khi ăn sáng xong vẫn làm việc, vẫn đi làm như thường. Bạn hoàn toàn không thấy ra được. Cái gì mà bạn có thể thấy ra được là họ làm việc thoải mái, vui vẻ, từ sớm đến tối rất quan hỷ. Đây là điểm bạn có thể nhìn thấy được. Chỗ dụng công chân thật thì bạn không thể thấy được. Phàm là người dụng công chân chánh, phải đem những ác duyên này xả ly hết. Những cái nào là ác duyên vậy? Tivi là ác duyên. Phát thanh truyền hình là ác duyên. Báo tạp chí đều là ác duyên. Phải thấy đều buông xả, tâm liền thanh tịnh ngay. Mỗi một ngày thiên hạ thái bình, không có việc gì. Cho nên bạn xem những chúng sanh này, hiện nay tâm bất bình, từ sớm đến tối thấp thỏm lo âu, thấy cả thế giới đang động loạn, người tu hành vẫn thiên hạ thái bình, không có loạn, không có việc gì. Có việc gì đâu? Không có việc gì cả. Thiên hạ của họ thái bình, thiên hạ của bạn là đại loạn, là khác nhau rồi. Bạn không nên cho rằng ở trong cái thời đại động loạn này vẫn có không ít người sống cuộc sống thái bình sao? Những người đó đều là người tu hành chân chánh. Mời xem tiếp đoạn này dưới đây. Vĩnh Gia Vân: Kháp kháp dụng tâm thời, kháp kháp vô tâm dụng. Vô tâm kháp kháp dụng, thường dụng kháp kháp vô. Bốn câu kệ này của Đại sư Vĩnh Gia
chính là vô trụ sanh tâm trong Kinh Kim Cang. Câu thứ nhất là sinh tâm, dụng tâm là sinh tâm. Chính là phần trước nói là đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, chào đón, tiễn khách, cho đến công việc thường ngày. Đây là sanh tâm. Hữu là chiếu. Chiếu chính là rất rõ ràng, rất minh bạch, một chút cũng không làm sai, một chút cũng không loạn. Câu thứ hai là vô sở trụ, không giả và giả. Và là ngăn lại, không có một vọng niệm. Hợp nhi quán chi, tiền thị sanh vô sở trụ tâm. Diệt tức thị, không hữu tương tức và chiếu đồng thời. Đệ tam cứu tức vô trụ nhi sanh tâm giả. Đệ tứ cứu tức sanh tâm nhi vô trụ giả. Đem câu 3-4 hợp chung lại để xem, tức là giả chiếu, không hữu vô trụ sinh tâm, đều không thể nói. Cho nên dứt đường ngôn ngữ, bạc giấu tâm hành. Tại vì sao vậy? Bởi vì họ giả chiếu, không hữu, vô trụ sinh tâm, thể đều dung hợp với nhau, là một không phải hai. Sanh tâm chính là vô trụ, vô trụ chính là sanh tâm. Không chính là có chính là không. Thế cách nói như thế nào vậy? Nếu bạn nói chỉ có thể nói được một bên, còn bên kia thì sót rồi. Nói như thế nào cũng không thể nói trọn vẹn được. Tất cả đều không nói, tất cả đều không nghĩ, thì cái ý nghĩa đó rất viên mãn, một chút cũng không có khiếm khuyết. Cho nên hữu kháp kháp là sanh tâm vô sở trụ. Cái ý nghĩa của sinh tâm vô trụ này là sâu rộng rồi. Tất cả mọi có không và chiếu, vô trụ sinh tâm đều bao gồm ở trong đó, đều không trụ, không có phân biệt, không có chấp trước. Bài kệ này hay vô cùng. Đây là cảnh giới triệt ngộ. Vĩnh gia căn tánh lợi. Ngài là một học trò nổi tiếng ở dưới hội Lục Tổ, gọi ngài là Nhất Túc Giác. Ngài đi tham vấn Lục Tổ. Khai ngộ dưới hội Lục Tổ. Đây khi vừa khai ngộ liền muốn đi ngay. Đại sư Lục Tổ nói, việc gì phải đi vội vàng như vậy, ở lại một đêm rồi hãy đi. Vì thế ngài đã ở lại một đêm tại Tào Khê. Ngày hôm sau là đi rồi. Gọi là Nhất Túc Giác. Ngài có chứng đạo ca, có Thiền Tông Tập. Hai cuốn sách này tuy phân lượng không nhiều, là cuốn sách rất quan trọng ở trong Thiền Tông Trung Quốc. Đương tri sanh vô trụ tâm, tức thì sanh thanh tịnh tâm. Sanh thanh tịnh tâm, tức thì sanh thực tướng giả. Trên kinh nói với chúng ta, tính tâm thanh tịnh tắc sanh thực tướng. Thực tướng chính là thực tướng bát nhã, là trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật không phải đến từ bên ngoài,
là vốn dĩ đầy đủ ở trong tự tánh. Cầu trí huệ từ bên ngoài thế thì sai rồi. Cầu pháp ngoài tâm, đây là cửa Phật chúng ta gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo, cái danh từ này mọi người cũng phải hiểu nó cho rõ ràng. Ngoại đạo tuyệt đối không phải chỉ những tôn giáo khác ngoài cửa Phật thì gọi là ngoại đạo. Thế thì bạn đã nghĩ sai rồi. Phật không phải cái ý này, khiến những tôn giáo khác khi nghe thấy cũng rất khó chịu. Phật giáo đồ các bạn bài xích chúng tôi, thế là không phải Phật giáo đồ rồi. Phật pháp là bao dung, không có bài xích. Nhà Phật nói ngoại đạo là cầu pháp ngoài tâm, gọi là ngoại đạo. Phật pháp cầu từ đâu vậy? Cầu từ trong tự tánh, là cầu từ bên trong. Cho nên kinh điển Phật giáo gọi nó là nội học. Đạo lý là ở chỗ này, tất cả phải từ trong tâm tánh mà cầu mới có thể được đại viên mãn, không được phép hướng ra ngoài cầu. Người học Phật, học kinh giáo, nếu như một mực cầu ở trên kinh điển thế là sai rồi, thế là biến thành ngoại đạo rồi. Cái kinh sách này là ở ngoài tâm, không phải ở trong tâm, là ngoài tâm, thế thì biến thành ngoại đạo rồi. Kinh sách không thể không cần. Cổ nhân có thí dụ, kinh sách là bản chỉ đường. Chúng ta muốn đi về đâu, theo cái bản chỉ đường đó. Bạn không được cho cái bản chỉ đường là cái nơi đó, thế thì sai rồi. Bạn phải theo cái phương hướng của đó để mà đi thì đúng rồi. Không được chấp trước. Nó ở trong đây, ở trong bổn kinh này không có Kim Cang Bát Nhã. Kim Cang Bát Nhã ở đâu? Trong cái bản kinh này, thế thì sai rồi. Ở trong bổn kinh này đâu có Kim Cang Bát Nhã. Kim Cang Bát Nhã ở trong tâm bạn, ở trong tự tánh bạn. Vậy thì bạn chân thật biết cầu thì bạn cũng thật sự đạt được rồi. Người xưa thường nói, học Bát Nhã, đây là trí niệm, trí huệ, trí niệm. Niệm A-di-đà Phật thì sao? Tịnh niệm. Tịnh độ là tịnh niệm. Tịnh niệm mục đích là tâm thanh tịnh. Trí niệm mục đích là sanh tâm vô trụ. Cho nên nói tịnh niệm thân thiết hơn trí niệm. Chúng ta xem cái ý nghĩa của câu này đã rất rõ ràng rồi. Tâm thanh tịnh chính là tâm vô trụ. Tâm có trụ thì đâu có thể thanh tịnh được chứ. Tất cả đều không trụ, vẫn còn trụ A-di-đà Phật thì có được xem là thanh tịnh hay không? Là thanh tịnh. A-di-đà Phật cũng là cái tướng, làm sao mà thanh tịnh được chứ? Bởi vì trụ A-di-đà Phật có thể giảng sanh thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc gặp được A-di-đà Phật rồi, cổ đức nói rồi, chỉ được gặp A-di-đà, lo gì không khai ngộ. Cho nên gặp được A-di-đà Phật là thật sự thanh tịnh rồi. Cái pháp môn này là thù thắng hơn so với những pháp môn khác. Những pháp môn khác, nếu như nói là tâm vô trụ, không thể hiện tiền, thì không hiệu quả. Cũng chính là nói bạn không thể ra khỏi tam giới.
bạn mới biết cái này khó. Chúng ta niệm A-di-đà Phật, tâm cho dù không thanh tịnh, có thể dùng một câu Phật hiệu đem tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước đè xuống được rồi. Đây là như đá đè cỏ, chứ chưa có thể dứt rễ, vẫn là còn vọng tưởng, còn chấp trước. Là dựa vào câu Phật hiệu này, công phu đắc lực rồi, có thể điều phục được tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, thế thì có thể giảng sanh. Cái biện pháp này mỗi người đều có thể làm được. Còn sanh tâm vô trụ thì không phải người nào cũng có thể làm. Vậy thì so ra pháp môn niệm Phật là dễ dàng hơn, đáng tin cậy hơn so với những pháp môn khác, hơn nữa còn nhanh chóng hơn. Chúng ta xem đoạn tổng kết cuối cùng này. Tổng chi sanh vô sở trụ tâm thì ly nhất thiết tướng chi chân thuyền. Lìa tướng nhất định là vô trụ, vô trụ đích thực là lìa tướng. Tâm có chỗ trụ là không lìa tướng. Đây gọi là viên ly. Viên là viên mãn, không phải ta đã lìa một bên còn chấp trước một bên. Một mảy may cũng không được chấp trước, phải lìa cho thật sạch sẽ. Ý nghĩa của viên là viên mãn, viên ly giải nhất không đáo để. Diệt tức thị lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là pháp giới tứ vô ngại. Pháp giới tứ vô ngại là người nào chứng được gì? Phần trước đã nói rồi, sơ trụ viên giáo trở lên là chỗ chứng của 41 vị pháp thân đại sĩ. Pháp giới tứ vô ngại tuy chứng được là như nhau, nhưng trong thực tế có cấp bậc sâu cạn khác nhau. Bên trong nó vẫn có 42 cái cấp bậc không như nhau, là giống như mọi người chúng ta đã bước vào cái tòa nhà này rồi. Cái tòa nhà này là tứ vô ngại. Cảnh giới tứ vô ngại bạn vào rồi, sau khi vào rồi, cái tòa nhà này có 5 tầng, cái này cao thấp khác nhau, là giống như cái tình cảnh như vậy. Xem tiếp một đoạn dưới đây. Phản hiển là nói từ mặt trái: nhược tâm hữu trụ, tắc vi phi trụ. Đây là nói ngược trở lại. Tâm vô trụ là đúng rồi, có trụ liền sai. Bất kể trụ cái gì, chỉ cần trụ là sai. Hay nói cách khác, chỉ cần tâm có trụ, bạn nhất định không phải là Bồ Tát viên sơ trụ. Viên sơ trụ ở công phu niệm Phật của Tịnh Độ Tông chúng ta mà nói là lý nhất tâm bất loạn. Tâm có trụ thì bạn quyết định là chưa có chứng được lý nhất tâm. Công phu thành khối là còn trụ, sự nhất tâm cũng còn trụ. Lý nhất tâm là vô trụ rồi. Mời xem chú giải: bổn lai vô nhất vật. Câu này là nói ở trong Lục Tổ Đàn Kinh. Xưa nay không một vật, trụ là có vật rồi. Trụ là có rồi. Có trụ liền có hoặc, nghiệp khổ, hoặc là vô minh. Nghiệp là tạo nghiệp, khổ là quả báo.
chính là mê hoặc tạo nghiệp, là có quả báo. Hoặc nghiệp nghiêm trọng liền biến thành lục đạo rồi, hoặc nghiệp nhẹ đó chính là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, chính là pháp giới bốn thánh. Đây là mười pháp giới. Nếu như trong tâm vô trụ thì đã vượt khỏi mười pháp giới rồi. Các vị nhất định phải biết, Bồ Tát sơ trụ viên giáo, trụ nhất chân pháp giới, không phải trụ mười pháp giới. Các ngài trụ nhất chân pháp giới, Phật ở trong mười pháp giới, Tông Thiên Thai gọi là Phật Tạng Giáo, là Phật của mười pháp giới, chưa có vào nhất chân pháp giới. Phật của Thông Giáo cũng là Phật trong mười pháp giới. Phật của Biệt Giáo là thoát rồi. Phật Biệt Giáo ở nhất chân pháp giới, bởi vì Biệt Giáo là Bồ Tát Nhị Hạnh Nhị Viên Giáo. Thập trụ của Viên Giáo chính là thập địa của Biệt Giáo. Sơ hạnh nhị là đẳng giác của họ, nhị hạnh chính là diệu giác. Cho nên liền có hoặc nghiệm khổ. Trụ là nguồn gốc của tam giới lục đạo. Câu nói này chúng ta thật sự cần nhớ kỹ, từng giây từng phút không được quên. Trong tâm có trụ thì chắc chắn không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Trụ là gì vậy? Chúng ta hiện nay gọi là những mối lo nghĩ ở trong tâm của bạn. Lo nghĩ chính là trụ rồi. Bạn lo nghĩ người thân của bạn cũng vậy, lo nghĩ cho của cải của bạn cũng vậy. Chỉ cần bạn có lo nghĩ là bạn đang tạo lục đạo luân hồi. Phật nói với chúng ta biết, tài sắc danh thực thùy là năm gốc rễ của địa ngục. Nhưng năm cái thứ này nó cứ là cái mà mọi người đều ưa thích, đều ưa thích tài sắc danh thực thùy. Ưa thích thì gây co rồi, tương lai là đi vào địa ngục rồi. Năm gốc rễ của địa ngục, bạn đối với năm cái thứ này ở trong tâm vẫn còn tham luyến, vẫn thường hay nghĩ đến. Bạn muốn cái gì vậy? Muốn đọa địa ngục. Đây là sự thật, không phải giả. Tại vì sao bạn bị đọa địa ngục vậy? Chính là năm cái thứ này kéo bạn đi xuống. Có một rễ là đã kéo xuống địa ngục rồi, năm rễ thì gây go rồi, nguy to rồi. Đáng tiếc người thế gian không biết cái chân tướng sự thật này. Chúng tôi chưa học Phật cũng là không biết gì. Sau khi học Phật rồi, vậy mới hiểu rõ cái sự việc này thì không được làm nữa rồi. Nhưng mà không được làm thì sao? Ý nghĩ của họ vẫn thường hay khởi lên. Tại vì sao khởi cái ý nghĩ này vậy? Chính là thường tạo tác cái sự việc địa ngục này. Xưa nay đều làm cái này, làm rất quen thuộc rồi. Tập khí của họ rất sâu, có đoạn cũng đoạn không đổi. Tự nhiên vô tình nó liền hiện tiền rồi. Phật nói với chúng ta những đạo lý này, nó quá mới mẻ nên chúng ta thường hay quên mất. Cho nên cổ nhân dạy chúng ta,
Tu hành nếu muốn công phu đắc lực, phải đem chỗ mới lạ đổi thành chỗ quen thuộc, chỗ quen thuộc đem nó biến thành chỗ mới mẻ. Chúng ta tập khí phiền não quen rồi, đem nó xa lìa, không thân thiết nó nữa, xa lìa nó, không thân thiết. Phật hiệu nghĩa kinh rất mới mẻ, cần nỗ lực học nó, hàng ngày đi đọc nó, đem nó học thuộc. Đem lạ quen đảo ngược nó lại một chút, liền thành công ngay. Cái thí dụ cách nói này cũng vô cùng xảo diệu, cho nên nhất định phải biết. Ở trong tâm chúng ta có lo lắng, có bận tâm, cái tâm này gọi là tâm luân hồi. Sự gì chúng ta làm gọi là nghiệp luân hồi. Dùng tâm luân hồi làm nghiệp luân hồi, bạn còn muốn ra khỏi luân hồi là không có hy vọng rồi. Cho nên tất cả đều không nên trụ. Thứ nhất bộ kinh Thiên Ngôn Vạn Ngữ, Nhất Ngôn Dĩ Thế Chi, viết vô trụ nhi dĩ. Bộ kinh Kim Cang này từ đầu đến cuối nói cái gì vậy? Hai chữ vô trụ là nói xong rồi. Không những kinh Kim Cang, kinh Kim Cang là cương yếu của 600 quyển Đại Bát Nhã. Thích Ca Mâu Ni Phật 22 năm thuyết Bát Nhã, tông chỉ của Bát Nhã là gì vậy? Chính là hai chữ vô trụ. Hai chữ mà hết lòng hết dạ giảng đến 22 năm. Trước đây mọi người đều bái phục, đều tán thán đại sư Trí Giả là quá tuyệt vời. Đề kinh của Diệu Pháp Liên Hoa đã giảng đến 90 ngày, chính là cái đề kinh năm chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đã giảng 90 ngày. Mọi người không ngờ rằng Thích Ca Mâu Ni Phật 22 năm giảng có hai chữ vô trụ. Thời gian giảng như vậy có dài không? Không dài. Giảng 22 năm mà người nghe chúng ta vẫn là có trụ, vẫn không thể làm được vô trụ. Vậy mới biết tập khí là khó đoạn. Cho nên nếu như không có pháp môn niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ, các vị tự mình thử nghĩ xem, bằng tu pháp môn gì có thể được độ? Vô lượng pháp môn, tám dạng bốn ngàn pháp môn đều phải làm được vô trụ mới có thể được độ. Cho nên năm xưa tôi học Phật vô cùng khao khát đối với kinh luận Đại Thừa, ngưỡng mộ những đại kinh luận này, đều muốn học. Đến sau này hiểu rõ rồi, cần phải vô trụ, suy nghĩ không thể làm được, vậy mới quay trở lại để chuyên môn niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật có trụ vẫn có thể giảng sanh. Những pháp môn khác, tâm nếu có trụ thì chắc chắn không thể ra khỏi luân hồi, không thể ra khỏi lục đạo. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Bạn biết cái sự thật này, biết cái đạo lý này, bạn mới có thể buông xả tất cả, thành thật niệm Phật. Bởi vì ngoài một môn này ra là không được cứu rồi, vậy mới ngoan ngoãn niệm Phật. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm.
thật cụ thâm ý, nhân trần thế chúng sanh chi hoàn cảnh, bất ly thử lục, trụ trần sanh tâm, nải vô thủy lai chi tích tập, nhi dục liễu sanh thoát tử, tất tu bối trần hợp giác, định yếu tố đáo nhất thiết bất trụ. Sở dĩ bất trụ nải bất trước chi vị, phi vị bất hành kỳ pháp. Như thế không nên trụ lục trần sinh tâm. Câu kinh văn này ý nghĩa sâu rộng vô hạn, vô cùng sâu rộng. Bởi vì hoàn cảnh của chúng sanh trần thế, chữ trần này là chỉ chúng sanh lục đạo, không chỉ là cái thế gian này của chúng ta, nó bao gồm cả trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới, bao gồm 28 tầng trời. Thiên nhân của 28 tầng trời cũng là trụ trần sinh tâm. Dục giới, sắc giới, trụ trần sinh tâm chúng ta dễ hiểu. Cái trời vô sắc giới đó họ trụ trần cái gì chứ? Chúng ta đọc Lăng Nghiêm là hiểu rõ ngay. Phật nói ở trên hội Lăng Nghiêm, nói thiên chân niết bàn mà người nhị thừa A-la-hán cùng Bích Chi Phật chứng minh được. Phật nói cảnh giới của họ là còn gì phân biệt ảnh sự pháp trần. Ngay cả A-la-hán, Bích Chi Phật vẫn trụ ở trong pháp trần. Cái pháp trần đó gọi là diệt pháp trần. Pháp trần có sanh diệt, họ không phải trụ ở sanh pháp trần, họ trụ ở trong diệt pháp trần, vẫn là sai rồi. Thanh văn duyên giác đều sai rồi. Vậy thiên nhân tứ không là có thể suy ra mà biết. Cho nên Phật thường nói, nếu như tu hành, tu định, tu đến trời tứ không, Phật nói bạn gặp nạn rồi. Ở trong Phật pháp chúng ta nói bát nạn. Ở trong bát nạn có một cái trời là trường thọ, chính là trời tứ không. Trời tứ không gặp cái nạn gì vậy? Bởi vì đọa vào trong cái đó rồi, là giống như rơi vào trong một cái lỗ đen vậy. Cái tâm niệm này của họ hoàn toàn ngừng bặt rồi, hoàn toàn đọa vào trong vô minh, không có cơ duyên nghe được Phật pháp. Cái nơi đó không có Phật Bồ Tát đến độ chúng sanh. Vì sao vậy? Phật Bồ Tát đi đến nơi đó, những người đó chẳng quan tâm gì đến các ngài, không biết đến gần gũi, cũng không muốn nghe các ngài. Cho nên thiên nhân phi tưởng phi phi tưởng xứ, tám vạn kiếp không nghe được Phật pháp, vậy là gặp đại nạn rồi. Tám vạn kiếp thời gian dài như vậy không nghe được Phật pháp, không nghe Phật pháp là không có cơ duyên được độ. Duyên được độ gián đoạn rồi. Bạn nói cái này đáng tiếc biết bao. Cho nên gọi nó là một trong bát nạn. Như thế chúng sanh trụ trần sinh tâm là tích tập từ vô thủy kiếp đến nay, tập khí quá sâu, quá nặng rồi.
họ một cách rất tự nhiên liền khởi hiện hành. Đối với ngũ dục lục trần, khởi tham sân si mạng, họ cái tâm đó tự nhiên liền sanh ra rồi. Cái này không cần phải học, cũng không cần dạy. Tập khí quá sâu rồi. Do đó vô lượng kiếp đến nay không có cách gì dứt sanh tử, không có cách gì thoát ly sanh tử luân hồi. Phật dạy cho chúng ta, nếu bạn muốn liễu thoát sanh tử, cũng chính là nói nếu muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi thì cần phải bối trần hợp giác. Trần là ngũ dục lục trần, phải đi ngược lại với ngũ dục lục trần. Bối chính là lìa khỏi, từ bỏ, đem ngũ dục lục trần buông xả mới được. Không buông xả làm sao được chứ? Sau khi buông xả phải hợp giác. Giác là gì vậy? Giác là tánh giác, phải tương ưng với tự tánh. Giả như bối trần không có giác, liền đi đến trời tứ không, cho dù tu hành chứng quả cũng biến thành A-la-hán, Bích Chi Phật, nhập vào thiên chân niết bàn. Họ không hợp giác. A-la-hán, Bích Chi Phật chưa có giác. Pháp thân bát nhã giải thoát, tam đức mật tạng, A-la-hán, Bích Chi Phật chỉ có giải thoát. Pháp thân bát nhã đều chưa có. Giác ở chỗ này chính là bát nhã. Chúng ta niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật này là giác. Câu A Di Đà Phật này nếu như dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là vô lượng giác. Cẩn dịch: Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.